kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em. Con là Linh Mục An Bình, xin được chào đón quý vị đến với chương trình Thánh Ca Lời Con Muốn Nói, được phát hình trên Việt Media TV tại Nam California, Bắc California và cả bên Houston, Texas nữa thưa quý vị. Thì kính thưa quý vị, mỗi tuần chúng con sẽ cố gắng đưa đến, gửi đến quý vị những bài Thánh Ca, và chúng ta đang trong tháng 11 là tháng để cảm tạ, tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn các thánh, tạ ơn bố mẹ. Thì hôm nay trong phòng thu của chúng con có sự hiện diện rất là đặc biệt của tam cô nương và một công tử. Thì lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến ba chị. Dạ, yeah, vâng. Yeah, chào chị. Rồi hôm nay là trong mùa tạ ơn thì như ai cũng đẹp hết trơn nữa. Thì lời đầu tiên chắc là mời chị giới thiệu. Dạ vâng. Dạ, con tên là Thủy. Dạ. Yeah. Yeah. Chị ở trong ca đoàn nào chị? Con ở trong ca đoàn Thánh Linh chị. Thánh Linh à? Yeah. Ok, vậy yeah. Cảm ơn chị. Mời chị bên kia nhìn thấy lạ lạ. Dạ, lạ quá chị. Dạ, con tên là Thùy Trang ạ. Con rất hân hạnh được trở lại cùng với quý vị khán giả của chương trình Lời Con Muốn Nói. Dạ vâng, mời. Dạ vâng, con xin chào cha cùng toàn thể quý vị khán thính giả. Con là Minh Châu. Lần đầu tiên con được một cái... đặc ân cao cả đến với chương trình Lời Con Muốn Nói. Cảm ơn cũng vậy đó chị. Ok, thôi cảm ơn các chị rất nhiều. Và quý vị, hôm nay thì trong phòng thâu có một cái người phải nói là một đàn sĩ, ca sĩ nữa. Vậy thì xin mời anh giới thiệu. Dạ, con chào cha và xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Con tên là Minh Khoa và hôm nay con cũng rất là vui khi là lần đầu tiên là con được tham gia một chương trình rất là ý nghĩa, và đặc biệt là cũng trong một cái mùa và cái dịp rất là ý nghĩa, đó là Thanksgiving cũng như là lễ tạ ơn như thế này. Cảm ơn cha và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Khoa rất là nhiều. Và quý vị thấy chúng con là sinh hoạt cả như là hôm nay là chúng con cố gắng đưa những quý vị gửi đến quý vị những bài hát thật là hay. Thì em nghĩ là cái mùa này là mùa Thanksgiving, mùa tạ ơn. Thì nếu mà như vậy thì em xin hỏi ba chị và Khoa ở đây là nếu mà mình nói tạ ơn như vậy thì cái người đầu tiên mà mình muốn tạ ơn là ai thưa chị? Theo con á, thì cái người đầu tiên mà con muốn tạ ơn á, đó là Chúa, Thiên Chúa. Yeah. Và sau đó nữa là cha mẹ. Vì có Chúa thì mới có cha mẹ rồi mới có mình. Yeah. Yeah. Và con cũng tạ ơn tất cả những người mà mình thù nghịch với mình cũng tạ ơn. Yeah. Wow, hay quá nha. Bây giờ họ mà mình biết chiến đấu được cái tấm, mình mới biết được cái lòng của mình như thế nào đối với Chúa. Quá hay. Yeah. Đây là một là con dân là con giáo dân chính cống. Vậy là chúng ta phải sống cái niềm tin của mình phải không? Cảm ơn chị rất là nhiều. Còn chị Trang, chị tạ ơn ai nè? Dạ con cũng vậy cha, con cũng tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ đã cho con cảm thấy con được rất nhiều. Dạ, con được rất nhiều thứ ơn, ha. Trên đời. Vâng. Và thứ hai là con muốn cảm ơn bố mẹ con đã cho con có mặt trên đời này. Và được có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Và cuối cùng á, con muốn cái này okay. con muốn tạ ơn ông xã con. Dạ, tại vì ông xã con cảm ơn là những năm tháng đã chịu đựng con. Bác thánh giá. Vâng, bác thánh giá. Dạ, có cùng vui buồn, chia sẻ vui buồn với con. Dạ. Con á, sorry cha, con thì mới thôi, con mới lập gia đình thôi. Rồi. Thì cái sự chịu đựng của ông xã con thì con không biết là nó như thế nào, nhưng mà con nghĩ là chắc anh ấy cũng phải là chiến đấu dữ dội lắm mới chịu được nổi con. Mình là tạ ơn Chúa, tạ ơn nhau phải không? Thôi thì bây giờ thì mình vào cái chương trình thì mình hát một cái ca khúc rất là hay. Đó là khúc cảm tạ của nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ. Thank you.
cánh tay Ngài đưa, dẫn con vào miền thương nhớ. Chén rượu đào nay chút chưa tràn ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dân trao. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bố hay thập giá. Tạ ơn Chúa. Cái bài này em thấy là khi trong mấy cái version kia thì em thấy là mỗi ca sĩ họ có một cái kiểu hát khác nhau. Và hôm nay thì em nghĩ là mỗi chúng ta có một kiểu khác nhau. Thì em thấy là nó cũng rất là một cái tâm tình nó rất là hay. Chúng ta mỗi người dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ ơn hồng ân Thiên Chúa đã cho chúng ta một năm qua. Tuy là gặp nhiều khó khăn nhưng mà với cái tình yêu của Thiên Chúa thì nếu mà chúng ta cầu nguyện thưa quý vị
thì Thiên Chúa sẽ tiếp tục ban mọi ơn lành cho gia đình chúng ta. Thì hồi nãy trước khi bài hát đó thì đã phỏng vấn hai chị rồi. Bây giờ thì bé Châu có thể trả lời là khi mà trong cái mùa tạ ơn này thì bé Châu tạ ơn ai và biết ơn ai nhiều nhất? Dạ vâng, thưa cha, con thì đối với con thì luôn luôn con nhớ trong lòng là Chúa và Đức Mẹ, và tiếp sau đó là ông bà, bố mẹ, các bác, các chú của con ở bên này với con. Tại vì con thì bản thân con bố mẹ con thì ở xa, thì con nhờ nơi nương náu của bà nội cũng như các bác, các chú. Cho nên là con luôn luôn tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho những người đã giúp đỡ con. Về một cái ý tưởng rất là hay. Cha không biết là lần trước mà cha có làm mai cho bé Châu đó, chuyện đó giờ đến như thế nào rồi? Có ai gọi phone chưa? Bé Châu nói là chưa ai gọi phone hết cha. Vậy là cha không có mát tay rồi. Không phải là không mát mà là cha chưa mát thôi. Vậy là quý vị biết là cái chương trình của chúng con là vừa thánh ca mà vừa hát thánh ca mà vừa làm mai luôn. Cô này vẫn là single available. Hy vọng là sau cái chương trình này sẽ có nhiều anh gọi vào để hát thánh ca với chúng con. Thì bây giờ thì Khoa này thì hồi nãy là bây giờ trong cái mùa tạ ơn như vậy thì Khoa tạ ơn ai nhiều nhất Khoa? Dạ thưa cha và thưa mọi người, là cũng như các chị thì trong tự bản thân con thì con phải tạ ơn Chúa và mẹ trước. Là tại vì thật sự là trong cái hoàn cảnh như thế này, đặc biệt là cả thế giới chúng ta đang trong cái mùa đại dịch như thế này, thì thật sự là chỉ có biết cầu xin ơn trên mà thôi. Cho nên là chúng ta chỉ biết bám víu vào hồng ân của Thiên Chúa với mẹ. Cho nên là Chúa với mẹ Maria là chúng ta sẽ phải tạ ơn là trong lòng con nhiều nhất. Nhưng mà đối với con thì hiện nay thì ngoài gia đình, người thân, nhưng mà tại vì tất cả mọi người đang ở xa, chỉ có ở đây một mình con và tất cả anh chị em bạn bè thôi. Cho nên là con phải tạ ơn họ nhiều nhất. Tại vì chính những anh chị em thân quen và xung quanh con đã hỗ trợ con rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Cho nên là cũng tạ ơn để mà cầu xin Chúa là ban ơn cho tất cả mọi người chúng ta. Để mà mình được sống, mình được vui và mình còn được ca hát thánh ca như thế này, đúng không ạ? Quá hay rồi. Mà quý vị mà biết và quý vị theo dõi thánh lễ lúc 2 giờ của con thì Khoa thường thường hát trong các thánh lễ của con bây giờ. Thì hy vọng là cha cảm ơn Khoa đã đóng góp cái talent, cái tài năng của mình, vừa biết đàn mà biết hát là rất là hay nữa. Thì hy vọng trong những chương trình tới thì sẽ được tiếp tục cộng tác với Khoa nhé. Thì bây giờ chắc mình phải qua bài hát thứ hai đi. Chị nào muốn giới thiệu bài hát thứ hai? Bài hát thứ hai con muốn gửi đến cha và quý vị khán thính giả là bài Giọt Nước Mắt Tạ Ơn cha, của tác giả Maria Mai Phạm. Thì con nghĩ bài này cũng mới đó, cũng tương đối mới. Thì lý do con lựa bài này á, tại vì con cảm thấy nó như là một cái lời tâm sự á cha, mà con rất là thích cái câu trong cái bài hát này. Để tạ ơn là những giọt nước mắt tuôn rơi lúc con một mình với Ngài. Vâng, con thấy nó cái lời này rất là thấm thía và là trái tim, là tình yêu, là cuộc sống này con dâng tặng Ngài. Quá là hay phải không? Thì con nghiệm ra được là nếu mà tự mình dâng tất cả lên cho Chúa, cuộc sống, tình yêu, cuộc sống mình dâng cho Chúa thì mình sẽ cảm thấy bình an. Cảm ơn chị rất nhiều. Và giờ đây kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Giọt Nước Mắt Tạ Ơn, tác giả Maria Mai Phạm. Đẹp mùa xuân, vì lá vàng mùa thu,
con không biết nói gì, con không biết lệ gì mà tạ ơn. Vì tạ ơn là những giọt nước mắt tuôn rơi lúc con một mình với Ngài. Là trái tim, là tình yêu, là cuộc sống này con dâng. Ủa sao chị biết được cái bài hát này ở đâu mà hay vậy? Dạ thì con search ở trên mạng á chị. Cũng hay quá ha. Dạ. Rất là tâm tình, tại vì em thấy là kiểu như là bốn mùa như vậy mà lúc nào mình cũng có thể cảm nhận được cái tình thương của Chúa qua bốn mùa, tất cả những cái gì thay đổi. Dạ. Và biết là mùa Thanksgiving thì sẽ tụ họp gia đình rất là nhiều. Vậy thì không biết là các chị có bắt đầu là bây giờ là chọn cái món gì để nấu ăn chưa? Năm nay các chị ở nhà có tổ chức gì không? Tại vì năm nay Covid nữa thì không biết là các chị có tổ chức gì không ạ? Chắc cũng có, nhưng mà chắc chỉ trong gia đình của mình thôi. Chứ không có được mời nhiều bà con nhà. Ha? Dạ. Ok. Rồi chị Trang với lại Minh Châu mà sao? Mùa này là... Thì cái ngày Thanksgiving nhà con thì năm nào cũng tụ tập á cha. Vâng, mấy gia đình rồi tập tập với nhau ăn uống, rồi mấy đứa nhỏ cũng nướng, năm nào cũng nướng thất kỳ. Ông xã còn nướng thất kỳ ngon cha. Dạ. Bữa nào chắc phải em phải dò tới để xin ăn. Dạ vâng, trời ơi, vinh dự lắm cha mà tới. Còn Minh Châu thì làm sao nè? Dạ vâng, thưa cha, thì cũng giống như tất cả mọi gia đình thì năm nào cũng vậy, cứ đến mùa lễ tạ ơn thì... các chú, các bác với các cháu như tụi con cũng tụ họp về nhà bà nội để tạ ơn nhau, rồi cảm ơn nhau trong những ngày tháng năm qua. Vâng, thì thưa quý vị, là cái mùa tạ ơn, chúng ta nhìn lại cái đời sống của mình, đặc biệt là chúng ta đang ở trong cái thời gian bị nạn dịch COVID-19, chúng ta tiếp tục xin ơn Chúa ban mọi ơn lành cho chúng ta trong cái lời kinh, trong cái tiếng hát, và lúc nào chúng ta cũng cần nên chạy đến Chúa để tạ ơn Thiên Chúa đã ban mọi ơn lành cho chúng ta. Thì cái bài hát kế tiếp có cái tựa đề rất là hay quý vị, có nghĩa là tạ ơn Thiên Chúa, nhạc và lời của Trung Quân. Thì có thể Khoa có thể nói về cái bài này, tại sao Khoa đã chọn cái bài này Khoa? Dạ thưa cha, là tại vì thứ nhất là ngay từ cái tựa đề của bài hát nó cũng đã nói lên cái ý nghĩa của bài hát này rồi. Và những cái lời, những ca từ trong đó thì con thấy là đây là một cái ca khúc thánh ca, nó phù hợp với tất cả mọi người để mà có thể là đặt cái tâm tình của mình vào để tạ ơn Thiên Chúa vì những cái
nói chung là trong cuộc sống của chúng ta thì có những lúc mà ngay cả bản thân con cũng là đôi khi chúng ta được khi chúng ta không chúng ta đang cần là mình cầu xin Chúa, nhưng mà khi mà mình được ơn hay là mình được cái gì đôi khi mình lại quên mất những cái đó. Cho nên bài hát này cũng là một cái nhắc cho chúng ta là luôn luôn phải cầu xin Chúa, cầu xin mẹ, nói chung là những cái đấng ơn trên, để mà dù được ơn hoặc là chúng ta có thể là cái đấng ơn của chúng ta nó vẫn chưa tới on the way. Yeah, on the way thôi. Tại vì cũng là một cái ca khúc này con cũng hát để con cũng muốn là nhắc nhở bản thân con, và cũng nhắc nghĩ đó là gửi tới mọi người rằng cứ luôn luôn hãy kiên trì và cầu nguyện, đúng không cha? Vâng. Và giờ đây kính thưa quý vị, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Tạ ơn Thiên Chúa. Xin Chúa thứ tha cho đứa con này, xin Chúa thương.
cho con quay về bên Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa đã che chở con nghe ơi. Tạ ơn Thiên Chúa nâng dìu con vượt qua lối lầm. Cuộc sống con trên bao lời dạy là bước chân con đôi khi. Chúa nghe đúng Chúa phải tha thứ rồi. Đúng rồi. Quá cảm động quá. Cảm ơn Khoa, cái bài hát rất là hay. Thì trong cái mọi trường hợp nào thì cái Trang nghĩ là trong cái mùa này mình tạ ơn và mình cảm ơn Thiên Chúa, mà mình cũng nhìn lại cái đời sống của mình coi là coi những năm qua mình đã làm cái gì chưa đúng, thì cái mùa mà năm tới mình sẽ cố gắng, mình sẽ sửa đổi và xin Chúa tiếp tục ban ơn mọi ơn lành cho chúng ta. Và Trang biết là cái bài tới cũng kế tiếp là cũng rất là hay. Không biết có thể là một Châu có thể giới thiệu bài này. Dạ vâng, thưa cha, hiện tại thì con vẫn cảm động cái bài vừa rồi qua cái qua phần trình diễn của anh Khoa. Có khi khen thật lòng không vậy? Quá cảm động. Dạ, thì nói chung là tất cả chúng ta trên cuộc sống của chúng ta thì tất cả đều là hồng ân, thưa cha. Ừ. Nhưng mà trong đó thì cũng có những cái hồng ân mà mình có thể cảm nhận rõ ràng được ngay. Nhưng cũng có những hồng ân thì nó nằm ẩn dưới cái sự yếu đuối và qua những cái khúc mắc sai lầm của mình, để nhờ đó mà mình có cái cơ hội nhận ra được hồng ân của Thiên Chúa. Thì tất cả những cái tâm tình đó cũng được gói ghém trong một ca khúc chúng con sắp trình diễn, đó là ca khúc mang tên Khúc Ca Tạ Ơn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Wow, hay quá. Và giờ đây kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Khúc Tạ Ơn của nhạc sĩ Thiên Ân. Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa theo dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tu luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa. Mãi muôn đời đã vang tình thương Chúa, chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Thank you.
cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca kết muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mai muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa. Mai muôn đời ca vang tình thương Chúa. Trọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa. Mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Trọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả. Ba cô nương hát hay quá. Không biết là bây giờ là mới có một giá khen là chưa có ai cho khen. Đâu biết đâu khán giả mà chị khen quá trời. Nhưng mà lỡ cho họ là khi mà khán giả nghe như vậy, người ta mời đi hát đám cưới có đi không? Cái này phải xem lại vì họ biết đâu lúc đó chúng con có nhiều sầu quá nhỉ. Nhưng mà trước sau thì nhưng mà trước sau là mình cũng phải tạ ơn Thiên Chúa, và tạ ơn Thiên Chúa có cho mình có giọng ca để mình hát trong nhà thờ, rồi mình có thể là phục vụ như là bà con trong cái community của mình. Thì em nghĩ là chúng ta đã cảm ơn Chúa này, cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn các thánh. Và em nghĩ là có một cái điều quan trọng trong cái mùa lễ tạ ơn này, thì chúng ta cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn những người thân quen, và một cái cương vị trong gia đình mà chúng ta không thể nào quên để nói lời tạ ơn, đó là ba mẹ của chúng ta. Vậy thì trong ngày hôm nay thì không có thời gian nhiều, nhưng mà em mời các anh chị nói một lời cảm ơn đến ba mẹ. Xin mời bé Châu trước. Trong tâm của con lúc nào cũng tri ân bố mẹ, cảm ơn ba mẹ đã cho con có cuộc sống ngày hôm nay và qua tới một đất nước như thế này. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Em mời chị. Con cũng cảm ơn ba mẹ của con đã cho con có mặt trên đời này và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Rồi, mời chị. Con cũng như cũng có như lời tạ ơn tới cha mẹ và những người thân của mình. Vì con cũng giống như bé Châu, con cũng ở đây có một mình thôi. Cha mẹ con ở Việt Nam. Thì qua đây con cũng nhờ các bác và các anh các chị rất là nhiều. Và cả chồng của con nữa. Và ba mẹ chồng của con cũng nâng đỡ con rất là nhiều. Vì khi mà cha biết đó, khi mà mình bước vô cái cuộc sống mới á, thì nó có nhiều cái nó làm cho mình bị hụt hẫng nhiều lắm. Không có giống như mình suy nghĩ, mà khi mình chạm tới nó rồi á, thì mình mới thấy nó có một cái sự nó khác biệt nhau rất là nhiều. Cho nên là nhờ cha, nhờ mẹ, rồi nhờ các anh, các chị, người thân ở bên đây, cha mẹ chỉ dẫn, rồi mình mới cảm nhận được. Và đó là cái điều mà mình tạ ơn vì trong cái cuộc sống hiện tại của mình. Rồi ha. Mời Khoa có lời cảm ơn đến bố mẹ. Con cũng cảm ơn cha và cảm ơn mọi người đã tạo cho con có một cái cơ hội được tham gia chương trình và có thể dùng cái bài hát cầu cho cha mẹ này để như một lời cảm tạ, tri ân. Tại vì năm nay thì nếu mà ba con còn sống á, thì cũng là được thọ 60 rồi. Nhưng mà được cái là nhưng mà cái là thôi yêu mến Chúa cho nên Chúa cho về sớm rồi. Cho nên là chỉ còn một mình mẹ con thôi. Thì đây là một cái ca khúc mà cầu cho cha mẹ. Thì với người Việt Nam và đặc biệt là thật sự với người Công giáo, thì với cái chùm ca khúc cầu cho cha mẹ của nhạc sĩ Francisco, thì có thể nói là một điều tự hào là người Công giáo dù mà
chưa coi như là có thể chưa bao giờ tham gia ca đoàn, nhưng mà với cái chùm ca khúc mà Cầu Cho Cha Mẹ của nhạc sĩ Phan Xô Cô thì con bảo đảm với cha là tất cả mọi người đều có thể thuộc cái giai điệu bài hát này cả. Cho nên là thật sự một cái bài hát này hôm nay cha và mọi người chúng mình đưa vào chương trình thì thật sự con thấy rất là hay, và con tin rằng nếu mà khi mà cha con mình hát thì mọi người cũng sẽ hát theo cha con mình với ca khúc này, có phải như vậy không ạ? Mời quý vị cùng hát với chúng con nhạc phẩm Cầu Cho Cha Mẹ. Chúng con sinh vào đời nhờ có tay của mẹ cha, là thánh sơn cao xa cao xa, là biển đông bao la như muôn rừng hoa ngát thơ ta bốn mùa. Ôi tình mẹ cha nói lên tình Chúa, đời chúng con yên vui hân hoan nhờ mẹ cha gian nan lo toan, trong giọt mồ hôi có vương cả máu hồng, luôn dạy lòng con biết câu mặn nồng. Xin chắc bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin trời giúp cho mẹ cha sáng mai ước nguyện và vơi đi ưu phiền, trong năm mai được bình yên. Xin trời giúp cho mẹ cha sáng mai ước nguyện và vui đi ưu phiền, trong năm mai được bình yên. Xin chắc bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin trời giúp cho mẹ cha sáng mai ước nguyện và vui đi ưu phiền, trong năm mai được bình. Vâng, một nhạc phẩm rất là hay, và một lần nữa xin cảm ơn Tam Cô Nương và Công Tử đã đến đây hát những cái bài hát để chúng ta ca tụng Thiên Chúa và nhớ đến tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ các Thánh, và cũng không quên tạ ơn ba mẹ của chúng ta. Vậy thì trước khi chia tay, em xin mời quý chị gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Mời Châu trước. Dạ vâng, con xin cảm ơn cha cùng toàn thể mọi người đã thưởng thức chương trình, và nhờ chương trình này mà con cũng nói lên được những lời tạ ơn tất cả mọi người, tạ ơn Chúa, và đặc biệt là lời chân thành là cảm ơn bố mẹ, thương bố mẹ rất nhiều. Dễ thương quá. Vâng, con cũng xin cảm ơn cha đã cho con có cơ hội được nói lời tạ ơn với Chúa, với Đức Mẹ, với cha mẹ con và tất cả mọi người thân thương. Con xin cảm ơn. Yeah, rồi mời chị. Dạ, yeah, con cũng cảm ơn cha. Qua cha mà con cũng có cơ hội được lên đây nói lời tạ ơn tới Chúa, tới cha, tới mẹ, tất cả những người thân của mình. Cảm ơn các chị, và không quên mời ca nhạc sĩ gửi lời chào tất cả các khán giả. Cảm ơn cha và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng là cha con mình sẽ có dịp gặp nhau tiếp tục, và đặc biệt là sẽ đón nhận được tất cả những tình yêu mến của quý khán giả gần xa, có phải như vậy không cha? Cảm ơn, cảm ơn Khoa rất nhiều. Và một lần nữa con xin cảm ơn quý vị, và xin Thiên Chúa, Đức Mẹ và các Thánh ban mọi ơn lành cho tất cả mọi người chúng ta.
Thank you and God bless. See you next time.